Dinh là hồi xưa là vua chúa hồi Nguyễn á, lập ra, và nơi đó đã từng có một trận chiến với lại quân đội Pháp. Sau đó quân đội Pháp chiếm Vũng Tàu, họ đã phá cái Bạch Dinh đi và xây lại. Bây giờ Bạch Dinh trở thành một di tích lịch sử. Thì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mỗi lần đi ra ngoài ra thì vẫn ở trong cái Bạch Dinh đó. Thì chúng tôi ngồi đúng cái ghế của ông Nguyễn Văn Thiệu để ngắm ra ngoài biển Vũng Tàu, suy nghĩ về vận nước, làm cách nào mà để thoát ra khỏi Việt Nam mà không bị không quân Việt Nam nó bắn giết máy bay. Thì đối với chúng tôi là Nguyễn Văn Thiệu là một lính đào ngũ trong thời chiến. Ông từ chức, ông trở về quân đội, nhưng ông đâu có trở về quân đội. Ông nhảy lên C-118, đi không dám lên máy bay là tại vì anh em không quân, sư đoàn 5 không quân nói rồi, thấy Nguyễn Văn Thiệu ra leo máy bay là bắn rớt cái máy bay lên. Thành ra ông phải đi di tản bằng ra tới ngoài đi Phú Quốc. Ông ra Phú Quốc, đáng nhẽ là ông đi Cần Thơ nhưng mà anh em nó không quân nó báo động rồi, thành ra ông ra thẳng Phú Quốc luôn. Thì chiếc C-118 của Mỹ nó mang từ bên Thái Lan qua bên đảo Phú Quốc, chở toàn bộ gia đình Nguyễn Văn Thiệu, Trần Điện Khiêm và Cao Văn Viên. Bây giờ đi Đài Loan. Đi Đài Loan. Tại vì anh là Nguyễn Văn Kiểm, đại sứ ở Đài Loan. Mà bây giờ đó thì mấy ông Việt Nam Cộng Hòa giờ vẫn cứ vinh danh, làm lễ vinh danh. Có một cái tượng đài chiến sĩ thì vinh danh ông Diệm. Vinh ông Diệm thì hai cái thằng lính nó đứng ở trên đó, là lính Mỹ, là lính Việt Nam, là hai thằng nó giết ông Diệm. Mang ông Diệm ra lại té trước mặt hai thằng đấy. Ngu ơi là ngu, không có đầu óc. Thì ông Diệm vào làm ngày mùng 2 tháng 11 ông Diệm bị giết. Đến tới ngày ông Thiệu bị chết. Ông Thiệu chết từ cuối tháng 10. Thì dỗ ông Thiệu cũng mang ra ngoài tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Ông đào ngũ cũng bỏ lính lại, bao nhiêu người đi tù đấy. Bây giờ lại còn đi làm dỗ. Hai thằng đó mà nó biết đi, hai thằng lính nó biết đi, nó bước xuống kia nó bắn nát cái tấm ảnh Nguyễn Văn Thiệu này. Nguyễn Bình nói cháu thương hai con chó ông nuôi để cho nó sắp chết đói chết khát ở trong nhà, may nhờ Việt Cộng cứu. Đây, quý vị thấy rằng đường dọc đường hồi ngày xưa đó là hai bên đường vắng lắm chứ không có sầm uất như bây giờ. Mà bây giờ bên Việt Nam bây giờ bất cứ cái nhà nào đằng có mặt tiền này á, nhà mặt tiền là nhà là có là mặt tiền, nhà mặt tiền là nhà con là trả tiền đó, mặt tiền là tiền mặt. đọc ngược lại là tiền mặt, văn hóa mặt tiền thành cùng nó cũng mệt. Thành có những cái con đường ở Việt Nam chúng tôi đi qua đó thì chỉ có nhà đằng trước thôi, sau đó thì chẳng có gì hết, toàn là ruộng đồng. Bây giờ đó thì ông Thiệu cũng chết, ông Dương Văn Minh cũng chết, rồi ông Nguyễn Bá Cẩn là thủ tướng cuối cùng cũng chết, ông Nguyễn Cao Kỳ phó tổng thống cũng chết. Bây giờ thì giờ mấy ông cứ đòi lập một tái lập Việt Nam Cộng Hòa, tái lập cái gì?
nguyên tắc quốc tế là khi mà ông Dương Văn Minh đầu hàng rồi đó là coi như chấm dứt chế độ. Cái nước Việt Nam thì còn ở đây, nước còn đó thì sao gọi là mất, nhà còn kia sao gọi là tan, nước không mất, nhà không tan. Suốt ngày ngồi mơ với mộng, gậy thì chống còn không nổi, đòi chống ai? Cứ chống Cộng nó thành ra Việt Cộng nó không có sụp đổ. Chống cái Việt Cộng là đưa Việt Cộng lên cho nó đứng vững, gọi là chống. Chống đây là chống đỡ, nhưng mà là chống này là chống đỡ, là chiến đấu. Bởi vậy Việt Cộng nó không sụp. Mà nó không sụp thì mình sụp. Con đường đi tới Nghĩa Trang thì nó gần hơn là con đường đi về Việt Nam. Việt Nam, một số người nói là Việt Nam Cộng Hòa thua nhưng mà chưa chết. Thua, công nhận thua nhưng mà chưa chết. Bây giờ Việt Nam Cộng Hòa chưa chết, thì Việt Nam Cộng Hòa nó là một chế độ. Một người mà giết được hai chế độ đó, Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất, Việt Nam Cộng Hòa đệ nhị là ông Dương Văn Minh. Ông Dương Văn Minh có phải là ông đầu tránh, ông giết ông Diệm không? Đúng không? Đó, Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng để cứu cho hàng vạn sinh linh của thủ đô Sài Gòn. Nếu không thôi thì Việt Cộng nả Đại Bác vào là biết bao nhiêu người chết nữa. Thành ra là đó là cái tâm của người lãnh đạo, cái tầm của người lãnh đạo. Họ nhìn thấy rằng á, trước sau thì cũng thua, thì thôi đầu hàng, chấp nhận vung súng là để cho mà tránh cái này, thêm máu đổ thôi chứ. Còn nếu mà có đánh thêm thì cầm cự thêm được bao nhiêu ngày nữa? 56 ngày. Cái Điện Biên Phủ người ta nhỏ như vậy, người ta còn cầm cự được 55 ngày. Mình cả một miền Nam đó, mất hàng loạt từ miền Trung đi vào trong. Hai quả bom CBU xả ở Xuân Lộc để làm cái gì? Để chặn bước tiến của quân Bắc Việt thôi. Tại vì quân đội Bắc Việt họ tiến nhanh quá, mà Mỹ thì chưa kịp di tản. Thành ra Mỹ nó phải đánh hai trái bom CBU, chết bao nhiêu, cả quân Việt Nam Cộng Hòa nữa cũng chết trong cái trận đó. Tại vì cái CBU thì nó là cái bom ngạt, mà bom thì nó đâu biết là quần áo quân phục nào Việt Nam Cộng Hòa, quân phục nào của Việt Cộng. Nó thả xuống đó thì mà người Cộng sản họ đã hay đánh cái chiến thuật gọi là đánh cái chiến thuật xen kẽ, tức là mình lẩn ở trong cái khu vực địch là Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra muốn thả bom quân Bắc Việt thì lính Cộng Hòa cũng chết thôi, hai bên cũng chết hết. Nói chung là cái trận chiến Xuân Lộc coi như là một trận chiến cuối cùng. Vâng, cái trận chiến Xuân Lộc á thì là trận chiến cuối cùng, tôi rất đồng ý. Nhưng mà ở ngoài hải ngoại cứ nói là chiến thắng cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là trận đánh Xuân Lộc. Sao lại gọi chiến thắng được? Đây là giáo sứ Hải Sơn. Đấy, quý vị thấy rằng mới đi có mấy km lại có thêm một giáo sứ. Cái bảo là vô không có tôn giáo, đàn áp tôn giáo, không có tự do tôn giáo, công giáo bị đàn áp. Công giáo nào bị đàn áp? Có công giáo Phạm Ngọc Hợp thôi. Mà ai đàn áp đó? Tự ông đặt ra cái chuyện ông bị đàn áp. Ông đàn áp mà ông được đi Mỹ tự do à? Ông về nhà nước đâu có bắt ông đâu. Chủng viện Thánh Tô Ma đấy, bên tay phải của chúng tôi đấy, chủng viện ấy. Cái nhà thờ đại chủng viện ở Thái Bình, các bên hải ngoại làm phóng sự đấy, phỏng vấn Cha Trọng to như cái gì ấy. To đùng đùng luôn. Nhân tiện nói về cái trận đánh Xuân Lộc đó thì như thế này, các ông nói rằng trận đánh cuối cùng, Phạm Phong Dinh cũng biết là trận đánh cuối, trận chiến thắng cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chiến thắng cuối cùng tại sao mình bỏ chạy? Đã nói chiến thắng là không thể nào gọi là đấy.
chiến thắng, mà tại sao Lê Minh Đạo phải chạy vòng đi vòng qua cái đường Vũng Tàu Đất Đỏ để chạy về qua Long Thành về tới để chiến thắng, mà tại sao là Lê Minh Đạo ra trình diện tại nhà hát lớn bây giờ đấy, để rồi đi vào tù. Cái đó không thể là giáo sư Phước Lộc đấy, vừa đi chưa được 2 km lại có một cái giáo sư nữa. Và bây giờ đó là mấy ông tin lành có nói chuyện với chúng tôi. Năm 2016 hơn 300 giấy phép để mở các nhà thờ Tin Lành trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tin Lành nó cũng giờ nó phát triển. Cũng phát triển lắm. Trở lại vấn đề mà ông Lê Minh Đạo 30 tháng 4 vừa rồi ông bảo rằng ông chúng ta nhất định phải giải đi cái chế độ các cộng sản. Cơ hội ông nắm trong tay 42 năm trước mà ông còn chưa làm gì được. Lính giáng đầy đủ, ông có cả một sư đoàn 18 rồi là quân lính nhảy dù, lính biệt động quân đầy trong tay mà ông không làm gì được. Thế bây giờ ông ngồi ông hoang tưởng, ông bảo ông sẽ giải thể. Ông giải thể bằng cái gì? Ông leo lên chiếc xe lăn mà ông còn chưa nổi nữa chứ đừng nói ông giải thể. Bây giờ cỡ lớn lớn là còn trung tướng Lê Minh Đạo. Ông là thiếu tướng Lê Minh Đạo. Còn ông Trần Thiện Khiêm nói còn sống, còn hầu như là các tướng lãnh bây giờ là chết hết rồi. Bây giờ các tướng lãnh bây giờ ra đứng chủ tọa đâu có được nữa. Bắt đầu tới các ông đại tá. Bây giờ đó là ông ở Nam Cali là ông Cổ Tấn Kinh Châu nói sung sướng lắm. Ngày xưa thì tướng mới được đứng ra chủ tọa buổi lễ. Nè, trước mặt chúng tôi lại có một nhà thờ, quý vị nhìn thấy không? Nhà thờ đang xây chung. Đang xây đấy, không cái này là tân trang thêm, làm rộng ra đằng trước. Không, trên kia cháu thấy nó nhọn nhọn. Thì nhọn nhọn á thì nó mới xây ra đằng trước, vâng, làm nên cái đúng rồi. Hai cái tháp chuông. Đây hai cái giá chuông này. Cao lên. Đấy. Giá chuông nó dùng để mà khi nào mà có Nguyễn Trọng Nghĩa mà tới tấn công thì giật chuông báo động. Đấy, nó làm thêm nữa không, nhà thờ cũ này làm thêm hai giá chuông. Đấy, làm cái là giống theo kiểu mà ở bên Italia này. Đấy, nói là công giáo bị đàn áp cái gì? Đây nhà thờ xin mới rồi chú ạ. Nhà thờ mới đây. Xây mới. Tại vì này nhà chân này còn cái này coi nhà thờ mới tinh ấy. Nhà thờ mới xây đấy. Thế ông Lê Minh Đạo ông nói là ông để được anh em cho ông tiền để ông đi du lịch. Ông lập được tập thể chiến sĩ, ông cầm 35.000 trong tay, ông tiêu trong vòng một năm, bay hết tiêu. Nguyễn Xuân Vinh tức quá, cho người Lê Minh Đạo đi. Dẹp cái hội đồng chấp hành, dẹp luôn. Thế là Nguyễn Xuân Vinh nắm hết, toàn bộ luôn. Mà chửi Việt Cộng độc tài mà trong khi mà chính các ông độc tài với nhau. Các ông ấy chẳng có gì, chỉ có hữu danh vô thực thôi mà cũng giành nhau chém nó. Tại sao vậy? Ông Lê Minh Đạo dù sao ông còn ở lại ông chiến đấu, còn Nguyễn Xuân Vinh đào ngũ trước đó này. Thời gian Nguyễn Xuân Vinh ở ngoại quốc nhiều hơn là ở trong Việt Nam. Nguyễn Xuân Vinh là con cưng của Ngô Đình Diệm, từ chuẩn úy lên tới mà đại tá chỉ có 5 năm,
trong quân sự Việt Nam Cộng Hòa chưa có một ông đại tá nào mà lên nhanh như là Nguyễn Xuân Vinh. Đến khi mà hai trái bom của Nguyễn Văn Cừ với lại Phạm Phúc Quốc thả thì tội chết ông Diệm ông tha, nhưng mà tội sống thì ông không tha. Nguyễn Xuân Vinh lập cái mái đàn ở ngay cái chỗ mà hồi đó chưa có tượng Đức Trần Hưng Đạo, ở ngay chỗ bến sông Bạch Đằng. Nguyễn Xuân Vinh nói con thề với cụ, tức là cụ Diệm đó, con thề với cụ, con không phản bội cụ. Đấy. Mẹ một đại tá mà quỳ ở dưới hèn nhát. Thứ hèn nhát đó bây giờ làm chủ tịch cả tập thể. Con thề với cụ, con không phản bội cụ. Thế là ông Diệm cho đi ông Diệm cho đi Pháp. Ở Pháp một năm thì ông gặp cố vấn Mỹ, thương tình nó bảo trợ đưa qua bên Mỹ. Ông học xong lấy bằng, ông đi dạy học ở trường đại học Arizona. Sau này khoe làm mẹ vẽ đường bay của cho NASA. Thế tôi bảo ok, chứng minh cho tôi giấy tờ NASA của Nguyễn, có tên Professor Nguyễn Xuân Vinh đi. Nhưng mà nếu mà có nó cũng chẳng là cái gì hết, chẳng nghĩa lý gì hết. Ông giỏi thì ông ấm vào thân của ông thôi. Năm 1966, Nguyễn Cao Kỳ mời ông về nước phục hồi chức vụ đại tá cho ông. Nhưng mà nhục quá. Tại vì ông Kỳ hồi xưa là lúc mà đại úy thì ông Nguyễn Xuân Vinh đã hỏi ông Kỳ. Kỳ Kỳ. Báo Pháp nó viết. Kỳ là thằng nào vậy? Dịch cho tiếng Mỹ gọi là Hu Y Kỳ. Thế rồi Nguyễn Xuân Vinh mới đi một vòng. Ông Kỳ bảo cho anh, tôi cho anh là lại chức vụ đại tá. Lúc đó mà Kỳ là chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, ngon lành, tức là tương đương với là thủ tướng. Nguyễn Văn Thiệu là chủ tịch Ủy ban quốc gia, lãnh đạo quốc gia, tức là tương đương với tổng thống. Nguyễn Xuân Vinh sợ là ông Kỳ ông trả thù mình, không dám về, đồ chết nhát. Quân chủng không quân Việt Nam Cộng Hòa có một câu: không quân không bỏ bạn bè chiến hữu. Năm 1966 là lúc đó cao điểm của chiến tranh Việt Nam. Nguyễn Xuân Vinh từ chối trở về để phục vụ quân đội. Ở lại bên Mỹ vinh thân phỉ ra, sợ ông Kỳ hồi xưa chửi đang Nguyễn Cao Kỳ, thằng đó là thằng nào vậy? Nguyễn Cao Kỳ trả lời rằng tôi lái máy bay bảo đảm là hơn đại tá. Chơi Nguyễn Xuân Vinh tới như vậy, tại vì ông Kỳ ông biết lịch sử của Nguyễn Xuân Vinh. Toàn là nịnh bợ ông Diệm để được lên là đại tá thôi. Ông Vinh có đi bay, nhưng mà học đâu bằng ông Kỳ. Học có một khóa về làm không quân, lúc đó là không quân ít lắm, hiếm lắm. Bây giờ gần 90 tuổi rồi Nguyễn Xuân Vinh. Trời không cho chết là để sống để đền tội thôi. Chịu búa rìu của dư luận. Có một thời kỳ cho mấy anh em không quân đòi đi khó dễ tôi, bởi vì tôi chửi Nguyễn Xuân Vinh, tôi đòi đưa ra tòa này.
Tôi nói mấy em không quân, ok thôi, tôi bỏ qua, tôi không đưa ra tòa về tội nói Nguyễn Phương Hùng là cộng sản. Không phải là tôi là sợ cái anh em không quân thanh toán tôi hay là trả thù tôi. Tôi chỉ muốn là ở cái êm đẹp thôi. Mình thưa nhau là cái gì? Đưa cái lưng ghẻ ra. Tại sao? Tại vì lúc đó đi lấy cái phiên đan. Mà bà phiên đan là ai? Là vợ của hậu duệ ở bên Úc. Vợ của thằng Dũng. Đi qua bên này. Nuôi bà Vinh đang bị bệnh tiểu đường. Phiến đàn qua đây được một năm thì bà Vinh chết. Người nuôi bà Vinh là Phiến đàn. Bà bút vàng Đỗ Thị Thuấn là người lúc đó Nguyễn Xuân Vinh đưa vào trong tập thể với tư cách là hội gia đình quân đội. Tôi hỏi ông Nguyễn Xuân Vinh là ở quân đội Việt Nam Cộng Hòa có binh chủng nào tên là binh chủng là gia đình quân đội không? Chẳng qua đưa bà vào để có thêm một phiếu để bầu cho ông Nguyễn Xuân Vinh được làm chủ tịch để đá trong Lê Minh Đảo ra. Thì đó là cái tinh thần Việt Nam Cộng Hòa đấy. Thế mà bảo sao mà không thua? Chẳng có cái gì hết mà còn chém giết nhau nữa, hà huống chi? Vâng, thưa quý khán giả, chắc là có lẽ bữa nay các anh chị có thể rất nhiều người lần đầu tiên mới nghe cái câu chuyện như thế này. Tôi mới viết một cái email. Lúc đó đó, tôi nói thật, anh em quân đội Việt Nam Cộng Hòa nó cũng hèn lắm. Để cho nó thao túng bà Phiến Đan, bà qua bà làm. Ui giời, bà làm tung tóe cả cái nồi cơm, cái nồi cháo, nồi chấm, nồi cắm heo tập thể chiến sĩ luôn. Nói là cái nồi cháo, cháo còn tốt, nồi cắm heo. Tôi mới bảo rằng lấy quật mồ bà Vinh lên để xin làm DNA, tức là ở Việt Nam gọi là AND đấy. ANG đó. Thì bà Phiến Đan mà viết cái thơ. À quên, đúng rồi, bà Phiến Đan viết cho bà sát thiêu mẹ rồi còn lấy gì mà DNA. Tức là nó có âm mưu rồi, rõ ràng rồi. Bà Vinh chết trong là thiêu. Hôm đám ma đó là giấu. Rất ít người biết Phan Quang Nghiệp, chủ tịch hội cảnh sát quốc gia ở trên San Jose đó, có đi tham dự. Vâng, Nguyễn Phô lên đường đi về Sài Gòn rồi.